Sai sẻ. Qua không còn nói tin tập tiếng. Và tao thiệt. Đó, để xem nào. Điểm là 200 rôn. 22k đi là 17 170 rôn. Và mình có thêm 30 vé nữa. Là đủ 200 rôn luôn. Là nguyên dư. Nào, mục tiêu chúng ta là gì? Mục tiêu chúng ta là rôn được. Rồi, à, rôn là 3 này. Và nếu con này hay thì đủ mà. Con này hay rôn luôn. Nàng thì đậu thật, nàng phải đậu mạnh. Mưa trước. Rồi. Cho nó bãi rồi thật. Úp úp xanh này. Một xanh không. Cúm에 관한 그대의 의견은 잘 알았어. 잠시 충동적인 마음을 접어두고 좀 더 대화해 보지 않겠는가? 이산, được, không sao, không sao. Sao? Lặng lùng mà mui. Nào, để làm lại được. Ốp, cái cua. À, cảm ơn nha, một sao. Thank you, một sao. I don't need you, man. 20 to block 1, 30 to một sao. 40. What the fuck, Andre? What the green? Give me the green, man. What the? City and only one restart. Oh, green. One green. Now let's see who. Leo. 그러니까 이번에 이르는 말이죠? 이거는 녹음 시작한 것 같은데. 응? 아, 아니 저 양반 아직 술 마시고 있는데. 이런 건 기세로 하는 거야. 가보자. 이런 구질구질한 새끼들 시간 내서 먹고 있다니. 와, 나요. 오이. 오이. 에이디, 땀으로 오이. 이, 말 좀 놔. What the fuck? What the fuck? 에이씨. À, làng luôn 100. Để câu mà. Got damage. Ngựa lắm. Ô, sắp. Dragon. À. Ô, lấy con rush. Got Dragon. Hãy đổi pure suộc. But not real soul. Fucking not real soul. Oh. 7 out this. Oh, green, real soul. Oh, no, real soul. Oh, two green. Now, pick announcer. Sorry, announcer.
đúc 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 gì san đúc gì đúc gì san yeah bây giờ số Đó là nó quá đen lắm. I'm gonna kill myself for you even. Oh, it's nice. Now. Boom. Bốc sắn này. Nó rơi xuống không? Bốc sắn nó rơi xuống không? What the? What the fuck? What the shit? Mày ông đây bỏ rơi xuống một lúc quá. Hahaha. 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 Ai trong buồn để cũng liều số thì có lắm lâu như vậy mà nó cái đeo gì đây ai trong buồn không liều số what the fuck ai à. À. Trời ơi cái lòng má cái lò ma what the fuck để lo cho người đôn đào cũng nhiều chứ thì tốt ngon chứ giờ thì có buồn chứ mình nao sơn còn thiếu ai nhỉ mình ồ mình chưa có bia chứ nhỉ Copy với sắc nhau. Thế là. À à. Mình rồi. Giờ cái tên của mình là mình thế. Có hót. Anh nhân. Okay, goodbye, drummer. I will see you in like 1 a.m. Yeah. Have a good day, drummer. Mình không có hót. Không mong kết nhận có hót. Nhưng mà giờ cũng đã hót được vì rồi phải đổi video show ăn như chó vậy Izia 좀 마주 볼 만한 눈빛이 그래 난 내 놈의 사냥감 đổi video show về năng kiếp ứng sao để xem nào skill 1 roll 12 roll 12 nhưng mà nếu có mà chanh 10 viên đạn gọi đi viên đạn đi thì class power 1 là 13 chưa tính nếu skin vũ địch và butterfly ra sẽ là 2 đi butterfly và skin là 6 cao hơn
Này skin này chắc skin Botaxi nhỉ. Ta có mua cộng 1 là 5, 5, 14, 4, 15, rồi chiều 1 luôn tới 15. Plus. Từ từ. Chiều 2 chúng ta roll bình thường là 16. 16 với 10 viên đạn, plus 1 là 17. 17. Và nếu chúng ta có skin và butterfly là 6. Được. 6 value nghĩa là mỗi 6, tổng cộng 6 điểm của skin và class là tổng cộng là 12 đi. 12 thì combo với cộng 2 là 8, 8 16 20 22 23. Chia 2 sẽ đông 23 class. Được chưa? Kể chúng ta sẽ nhận được đạn của kiểu như ở đây. Dùng đạn 5 viên, dùng sung 1 up đạn và inflict. Ok, được. Đồng 1 cùng xung 5 nhưng phải được tình. Đây là 1 màu. Là sao guy butterfly dựa trên số đạn đã nạt. Chúng ta sẽ theo cái reaction cao nhất. Mà nếu reaction cao nhất là A4 cộng trở lên thì sẽ nhận được lớn. Nếu còn nếu bình thường dưới 4 cộng thì nó sẽ là nhận thêm 2 đạn, nhận thêm max 12. Chăng 2 là 6 à? Từ từ. Tức là 6 correction là sẽ được 12 viên. Nhưng mà lại trang 4 cộng thì là nhận reload. Mà reload lại là thế nào? Hiệu ứng sẽ được đưa, sẽ áp dụng lên đạn. Consume 30 trừ với số đạn. Sleeping in the depot. Được sleeping in the depot là cộng. Không, cái này không phải là này là E cộng và living cộng tờ điện bóp thì tức là làm sao ta, tức là làm sao để phân biệt được như đạo đi cùng xương qua một vài skill qua tờ tờ living tờ điện bóp thì hiểu rồi. The living là potency, điện bóp thì là cao. Ok, là điện bóp xem nào. 30 trừ living tờ điện bóp thì tính tổng cả hai là 12 chị, đúng không? Với 12 là cộng 24, 24 là chia cho 2. Chia cho 2 là 6 là 3 thôi. Để trừ bằng 15 XP. Tức là trừ cao nhất, nếu không có đạn thì trừ cao nhất sẽ là sẽ là 15. Không nhiều lắm. Nhưng mà cũng mắc cũng được. Reset đạn về 0 và sau đó gai sau đó nhận về số lượng cao nhất. On top of the list on the intermarcy, I see the type of butterfly. Thế thì mấy kỹ năng này nhiều quá luôn. Đó, chiêu 3 3, 4, 12, 12, 16 luôn bình thường 16 16, Bay Power cộng 1 Bay Power cộng 1 cho mỗi 5 5 value của Living in the Box thì mắt 4 là mình được cộng tới 4 là 8 16 với 4 là 20 20 rồi. Và combo vừa cộng 1 cho mỗi 6 và cộng tổng là mắt 2 là 2 là 5, 5 x 4 20, 20 với 8 tức là 28 luôn 28 à 28 ổn. Last win là sẽ cộng 3 skin reload, không biết dùng là đại đã xong gai đại vào thứ tư được gai 4% đam cho mỗi này là không giới hạn nên là này tính 40% được tuần xuân mà được 1 7 7 cái này còn nữa để giúp tập 7 7 1 8 8 4 là 32 và đầu thứ tư và gai gloom damage equal to all butterfly on the target. Đoạn này không AOE. Rồi đoạn này đoạn này không AOE nhé.
on là bằng tổng cộng của những lúc mình debug thì on được target. Ok, defend là sẽ reload. Đợi chút. Nhặt siêu vừa vào 2%. Nhưng tồn tại phải nhiều quá, nhiều chữ quá. Bắt đầu giao tranh với 10 viên đạn. Khi nạp đạn thì sẽ chọn ngẫu nhiên giữa the living and the departed. Trong mỗi the living and the departed và số này. Khi guy butterfly thì guy hiệu ứng bướm. Guy the saber mouth they consume. Guy the living and the departed dựa vào số the living and the departed đã nạp. Phải nhiều chữ thế. Nếu unit này hết đạn khi đang dùng skill thì sẽ hủy hết các con sao và lì lực và nạp. Khi nào nhặt đạn nhặt the living hoặc là the departed dựa vào HP hiện tại không hoặc cao hơn 30% nhận từ living, 70% nhận từ departed. Ở không ít hơn không thì 70% từ living và 30% từ departed. Cái là khác nhau giữa cả hai cái là như nào? Mình chưa biết cái khác nhau giữa hai cái. Nhưng mà cái này là I see the die in bất hợp online. Cái này là không cần phải, nên phải biết nó present đó. Save fire, I save fire. Sau khi tấn công, nếu unit này AD này giết được một địch với skill nào đặc đạn, khi AD này nhặt the living and the departed, nhặt hai hết pattern, hai tốc độ đây nó tại SB. Ui, sáu và lúc ô cũng được. Khi đồng đội cái đang có skill cần sum và cái một the butterfly. Cái này các bạn dịch nhá, mình không dịch đó nên mình dài quá mình lười quá. Why she certainly pale in comparison, her style reminds me of certain someone. Để chắc chắn mình biết rồi, không thể nào không nhắc được. That the one who see with ten. See who spot the band magic. Đó chắc chắn là Red Mid rồi. Chỉ có thể Red Mid thôi. Khá giống. Ui, chúng ta sẽ có Red Mid vào tương lai khá xa. Kali aka Red Mid aka Gamura. Đó, same skill đơn giản Red Eye và Pentinen. Gẹt nhạc Pentinen. Hãy hết hết kiếm nhạc Pentinen. Từ từ roll chứ. Ui, ổ lỡ roll đi hành như sao đây. 82 ổ. Con Mower còn 1 là 5, 14, 14, 16. M là bãi cọc dưới lên. Bãi cọc dưới lên là Q1 sẽ là Red Eye. Này là yêu, này là insanity nhỉ. Ở cái này là siêu à. Này nhận thêm siêu, nhận thêm siêu à. Này cái blitz này. Nếu tổng của hai cái này là 15 hoặc hơn thì con mua bằng một. Có thể roll được 4. 4, 3, 12, 16, 16, 16, 16, 5, 5, 3, 15, 19. Cộng học 1 nữa là 2. 2, 6. Sau 3, 18, 12, 22. Rôn 22. 4 Platinum, 3 Red Eye. Nhặt Red Eye bằng đối số của Lich Kingdom, mắt 3, rồi nhặt 6. Ở bãi Red Eye thì nhặt hết 2 lần. Thứ 3, Rôn
bình thường là 4 x 3 = 12, 12 x 5 = 17. Nếu Red Eye và Platinum ở 15 cộng thì activate cái skill kia. Nếu Judith là nhanh hơn địch, nhanh hơn tiêu thì combo 1. Và ở Max XP, Class Power cộng 2 combo cộng 1. Hoặc là 2. 2, 6, 6, 1, 8, 2, 3, 2, 3 cộng 2, 2, 5. Cũng được. Đây chỉ chưa 3 thêm 1. Gen 7, Gen 7, Gen 2 như là heal. Là Sirius School Butter, chúng ta có run tương tự với chay 7. Consume on Red Eye with Pentinon. Con Power là 4. 4. Ở 4 bên dưới này nữa. Mình còn đang 9. 9 với 8, 8 x 3 là 8 bằng như vậy, 8 bằng 24, 24 với 9 là 33. Đúng rồi. Để thằng này còn 9, 8, 8, 3 từ 9, 31, 33, 33 kể chung 30 giờ này vui vui toán thì sơ là gai thêm đam trong 4 năm một cái lần điên 15 cộng dưới đây sợ hơn đét thì sẽ nhận học tơ. Bây giờ mình sẽ nhận S2 và Pentinon và từ S2 sẽ nghe đam, còn Pentinon sẽ học XP còn cũng là hèn đam luôn, hèn đam Blitz, còn này gai hèn đam và học XP. 죽음 충동 억제 관념 khó thì đem theo liều xu. Quản lý 클리포드 폭주 게이지가 증가하고 있어요. 이대로면 곧 시련이 올 거예요. 나 죽게. 편히 쉬게. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 지급할 수 있나? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. 오, 다행이다. 직원들이 개체를 제압하는 데 성공했어요. 이걸로 많은 피해를 예방할 수 있을 거예요. 나아가 주게. 잠든 그대로 상담에서 알려준 대로 잘했어. 역시 상담 프로그램을 진행한 건 나아가 주게. 편히 쉬시게. 잠든 그대로 기를 테니 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. Còn để đi lên là cả chục kẻ Thank you.
나아가 주게. 성공했어요. 이걸로 많은 피해를 예방할 수 있을 거예요. 억압 작업이 성공했어. 간섭 보호장에 직원들을 보호해 주었어요. 제 생로가 복구되어서 정말 다행이네요. 이러는데 힘든 점이 있다면 언제든지 나와 상담해줘. 그 솔로래. 와. 한 자리는 죽었던 한 자에 대한 추.